Xin chào tất cả mọi người. Trong bài trước, bài 61, chúng ta đã học cái động từ đầu tiên của nhóm 3 là một nhóm bất quy tắc. Chúng ta đã học động từ faire. Tôi chia lại. Je fais, tu fais, il fait. S-S-T. Nous faisons, vous faites, ils font. Và chúng ta cũng hôm nay chúng ta xem một số các cái động từ mà chia giống faire. Re faire là làm lại. Re là làm lại. Cái tiền tố này có nghĩa là làm lại. Chẳng hạn như là một em làm bài luận nộp cho cô giáo bảo em làm sai đề rồi, về làm lại. Rồi đề phe, phe là làm ra, đề phe là phá đi. Chẳng hạn như trong một cái khu chợ phiên, người ta làm ra những cái cổng chào bằng tre nứa thì rất là đẹp, nhưng mà xong khi mãn cái chợ phiên thì người ta phải đề phe, dẹp đi, gỡ ra, bỏ đi. Satisfaire thì nó chia giống thôi chứ không phải cùng gia đình. Satisfaire là làm cho thỏa mãn, làm cho hài lòng. Phe là làm ra cái gì cụ thể, làm ra cái bánh gato, làm ra cái bàn, cái ghế. Phe còn có thể là làm ra những cái gì trừu tượng, chẳng hạn như phe du sport, chơi thể thao, phe de études, học hành. Rồi nó có những cái thành ngữ, chẳng hạn như phe la queue, chúng ta học trong bài trước, xếp hàng. Phe le plein là đi đổ xăng cho đầy. Rồi chúng ta đã học một số các cái câu ngạn ngữ mà trong đó có cái động từ phe, mà trong đó tôi có hướng dẫn cho các bạn, tôi giới thiệu cho các bạn cái câu mà tôi rất là thích: Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Con chim nó làm, động từ faire, nó làm cái tổ của nó, petit à petit, từng chút một. Và tôi đã nói là chúng ta học ngoại ngữ có lẽ cũng phải làm như con chim, cứ nhặt chỗ này một tí, nhặt chỗ kia một chút, một câu, một ý tưởng, một cái vấn đề gì đó, và chúng ta ghép lại, chúng ta trở thành một cái kiến thức của mình. Khi tôi còn nhỏ thì gia đình tôi ở trên miền cao, bố mẹ tôi có một sở đất rất là to, cây cối rất là nhiều. Khi còn bé tôi quan sát con chim á, nó đi làm cái tổ của nó, xung quanh là đầy cỏ rác, vườn của nhà quê mà, nhưng mà nó không có lấy, mà nó làm lấy ở một chỗ mà nó làm, nó cứ bay đi tận chỗ nào đó các anh chị. Rồi lâu lâu thấy nó bay về, nó mang một cái cọng rơm, rồi nó lại đi lâu lắm nó bay về, nó lại mang một cái cọng rơm mà xung quanh nó không lấy, tức là nó biết có một cái cọng rơm nào đó hợp với cái tổ của nó, chứ không phải là bất cứ cái lá cái cọng nào nó đều làm được. Và rất lâu ngày nó mới làm ra một cái tổ. Và khi cái tổ đó, khi không còn chim nữa, tôi trèo lên tôi thấy cái tổ nó nhỏ này, nhưng mà không cách gì mà xé nó ra được, rất là chắc, rất là bền. Chúng ta học ngoại ngữ có lẽ cũng phải làm như con chim, tức là nhặt chỗ này một cái kiến thức, nhặt chỗ kia một cái chi tiết nào đó, rồi chúng ta lâu ngày chúng ta làm ra một cái kiến thức của mình, và cái đó nó mới chắc chắn. Chứ nếu chúng ta học quá nhanh, chúng ta học như là đổ nước vào vào một cái thùng cho nó mau đầy ấy, thì nó cũng sẽ mau quên. Hôm nay tôi xin giới thiệu một số các cái cách dùng rất cụ thể của động từ phe, các anh chị coi nhé. Ở đây không phải tôi trình bày cái này đâu, tôi ôn lại để từ đó hướng dẫn cho các anh chị xuống động từ phe này. Combien coûte un kilo de riz? Nếu các anh chị đi vào một cái cửa hàng gạo hỏi này thì không có ai biết đừng trả lời, bởi vì một cửa hàng gạo nó bán rất nhiều loại gạo, một chục thứ có. Bây giờ hỏi bà gạo bao nhiêu thì bà không thể trả lời được gạo gì. Thì nếu các anh chị hỏi là combien coûte ai kilo de ri, ví dụ nàng hương thì bà sẽ nói là kens min don le kilo, có lẽ hơn đó, 15.000 đồng có lẽ mắc hơn, gạo nàng hương rất là mắc. Như vậy chúng ta phải hỏi cụ thể. Thì bây giờ chúng ta thấy một cái gì cụ thể rồi, một cái tôi ví dụ chúng ta đi chạy xe trên đường thấy một cái bà kia bà bán vải, mùa này đang là mùa vải, trái vải đó, thì mình không cần hỏi là bà ơi trái vải giá bao nhiêu, mình hỏi vắn tắt như thế này này: có biên sao cút madam, có biên sao cút, lấy tay mình chỉ bà ơi bao nhiêu vậy hả bà. Bà ta sẽ nói là bao nhiêu tiền đó, có biên sao cút, xa là cái mà mình lấy tay mình chỉ này. Bây giờ cái câu thứ ba là dùng động từ phe, dùng như thế nào các anh chị, là chúng ta đi mua một số món đồ rồi, bà ấy bán cho tôi rau chẳng hạn, 1 ký cà chua, rồi 2 ký gì bây giờ, 2 ký cà rốt, 3 ký khoai tây, bà ta gói lại combien sa phê, hoặc là sa phê combien, cái này nó khác ở bên trên các anh chị nhé. Combien sa coûte là mình chỉ cái mặt hàng, một mặt hàng mà nó rõ ràng, combien sa coûte, còn combien sa phê tổng hợp lại hai ba món đó. Thì bà ta sẽ, mấy người bán hàng họ tính rất là nhanh, họ sẽ nói này này: combien sa phê
Hoặc là cái câu này tôi lát nữa tôi nói nhé, thì người đó sẽ trả lời là savoir faire. Toàn là tiền không các anh chị nhé, tiền tiền giá này, savoir faire carte zéro. Đọc là carte zéro, đọc nối và 14 euro và 14 euro 20 20 xu. À, cái tôi gạch cái này thì để chúng ta học sau, mà tôi cũng đưa ra cho một số các anh chị học rồi ôn lại. Thì tất cả ba cái món đó giá bao nhiêu? Một ký gì đó, một ký cà chua, hai ký cà rốt, ba ký khoai tây. Còn biên je vous dois, tôi nợ bà bao nhiêu? Tức là mình hỏi rồi, mình đồng ý rồi, bà gói rồi, bà bỏ vào giỏ mình rồi, tức là mình chưa đưa tiền thì là mình thiếu nợ. Cái động từ này là nợ này các anh chị. Còn biên je vous dois. Nhưng mà bây giờ tôi đang giới thiệu động từ phe nhé. Ça fait combien? Các anh chị nhớ câu này này, ça fait combien? Người kia trả lời, ça vous fait. Đó là tôi đang nói về cái chuyện hỏi giá nhé. Bây giờ ở dưới cũng vậy này, cũng là tiền luôn này. Đây là một cái câu thoại nhé, một cái bài thoại giữa hai người này. J'ai de très bons poulets fermiers, đây là người bán này. Hôm nay tôi có những con gà, poulet là gà. Rồi fermier mà là nông trại, fermier là adjective của cái này này. Hôm nay tôi có những con gà đi bộ, gà thả vườn rất là ngon, très bon. In fond combien? Fond này vẫn là tiền, nó giá bao nhiêu? 5 euro 20, 5 euro 20 xu 1 ký le kilo. Alors donnez-moi un poulet pour 4 personnes. Vậy bán cho tôi một con gà đủ cho 4 người ăn. Cela vous fait, cela là cái con gà này, sau khi họ tính kia, họ cân lên, họ gói lại. Cái này này, cela là từ chính thức của xa, xa là từ mà informant của cela. Cái này này các anh chị, đây là từ chính thức formant, rồi bây giờ informant là dùng xa, xa là bình dân. Cái này này, cela vous fait, giống như trên này này, là tốn cho ông bà 15 euro 70, cái này đọc làm sao ạ? 15 euro 70. Trong cái phần này, những cái câu gạch đầu dòng không phải là một bài đồng thoại, một người nói, một người trả lời đâu. Để tôi ghi ra những cái câu liên tiếp với nhau. Để câu số 1. En font combien ces chaussures? Chaussures là giày. Giày thì phải có hai chiếc. Thì đó là số nhiều. Là cái này này, en là cái này này. Giày này giá bao nhiêu? Vẫn là tiền giống như bài trước. Ça fait combien? Ça vous fait? Giống như phần trước tôi vừa có nói đó. Cái này tất cả là bao nhiêu? Ça fait combien? Ça vous fait? Bao nhiêu tiền đó? Ça fait combien? Cái này cũng vậy này. En font combien? Giá bao nhiêu? Mà chúng ta không dùng động từ coûter nữa. Câu này là câu đi hỏi giày dép này. Đi mua giày người ta hỏi quelle est votre pointure? Đi mua giày dép chắc chắn phải dùng chữ này là cái cỡ chân đó, cỡ giày đó. Quelle est votre pointure? Thì người kia, mình trả lời je fais du 41, chân của tôi này, chân của tôi đi giày số 41, thì tôi trả lời là je fais du 41. Nếu mà đi mua quần áo này, vous faites quelle taille, câu này để trên cũng được, quelle taille faites vous cũng được. Bây giờ người ta đảo ngược lại, vous faites quelle taille, taille ở tiếng Anh nó là size, đây là quần áo anh chị nhé. Thì Dũng cũng trả lời là je fais du 39, giày 41, je fais du quần áo, je fais du 39. Thưa anh chị, bây giờ cái câu này là câu khác đó nhé. Ở đây là tiền nhé. Ở đây là nói về cỡ giày, cỡ cái size rồi quần áo của mình mặc nhé. Bây giờ chúng ta dịch cái này làm sao? Một người kia thấy mình đang mang một cái sách, túi sách khá nặng, mình khệ nệ mình mang, thì người ta nói là Votre sac est lourd. Rồi cái túi của bạn nặng quá ha. Ui, đúng rồi, nặng lắm. Ça fait au moins 7 kg. Au moins là ít nhất 7 kg. Cái chữ này dịch làm sao với anh chị? Không phải là tiền nữa. Nó là như vậy đó. Động từ phe nó là rất nhiều, nó rất là nghĩa của nó rất là đa dạng. Nó nặng, đây là nặng cũng được. Cái này không dịch được. Thì chúng ta chỉ làm quen với động từ phe nó rất là đa dạng. Hai động từ phe nó đi với nhau thì có nghĩa là như thế này, là chúng ta đang học cái động từ phe. Còn cái phe này á, là chỉ là một cái quy ước để người ta làm cho một cái cấu trúc động từ, chẳng hạn như là giúp ai làm cái gì. Tôi giúp mẹ tôi làm bếp thì để cái động từ làm bếp vào đây. Tôi giúp ba tôi sơn lại nhà cửa thì tôi để cái động từ sơn vào đây. Chẳng hạn như là phe phe nhá, làm cho ai khóc phe pleurer, làm cho ai cười phe rire, làm cho coi này, làm cho coi này, ở đây là đưa coi đó. À, chẳng hạn như là đứa em nó nói anh ơi em mới mua được một cái điện thoại, à, đẹp lắm, tốt lắm, faire voir cho
đưa anh coi. Hoặc là học viên nói với tôi, thầy giáo ơi, em có quyển sách này, thầy xem có dùng được vào cái chuyện gì không? Fervor, đưa cho thầy coi. Fervor. Failure, tôi liên tưởng tới cái bài hát Failure. Đây là có cái gạch nối anh chị nhé. Fair này là imperative, hãy làm cho cô ta cười. Cái bài này rất là hay, theo ý của tôi rất là hay. Ca sĩ trình bày là Hervé Villa cũng là sáng tác của bài này luôn. Ông này sáng tác rất là ít mà bài nào bài nó nổi đình nổi đám vào những năm 60 á. Nó đi khắp thế giới, tiếng Việt Nam cũng được dịch ra. Hãy làm cho tôi xin lỗi các anh chị, cái nhạc sĩ này, cái anh này này, anh vừa đẹp, anh vừa giỏi, hát rất là hay. Mà khi tìm hiểu cái đời tư của anh ta, tôi rất là mến mộ Hervé Villa. Các anh chị thử thử xem. Cái câu chuyện nó bình thường thôi, tức là chuyện tình cảm thì nó hơi buồn một chút, tức là hai người anh hai anh chị kia quen nhau rồi bây giờ không có hợp với nhau nữa, chia tay nhau, thì chị này đã đi quen một cái anh kia. Thế là cái anh này anh ấy biết sáng tác một cái bài hát, anh nói anh kia kìa, anh ơi anh hãy làm cho cô ta cười, anh hãy làm cho cô ta hát hát lên đó, rồi hãy làm cho cô ta vui vui yêu đời đi. Bởi vì trước đây trong cái thời gian còn quan hệ sống với tôi ấy, thì tôi đã làm cho cô ta đau khổ quá nhiều. Cái câu chuyện là như vậy thôi. Cái bên này quan trọng lắm này các anh chị. Ở đây là làm cho, ở đây là cái việc này này, repare là sửa chữa này, rồi envoyer là gửi chẳng hạn, tôi lấy ví dụ như vậy ha. Mình không làm được, mình không làm được hai cái hành động này, mình nhờ người khác làm, mình mướn người khác làm, mình mượn người khác làm, mình sai người khác làm, tức là mình không làm được, mình cần người khác làm á. Chẳng hạn như là chúng ta chưa học động từ đi nhé, tôi hỏi où allez-vous, bạn đi đâu vậy? Dạ thưa thầy em đi sửa xe, je vais. Nếu mà biết sửa xe tại sao không xông sửa nhà mà lại phải nói là em đi sửa xe, tức là em đi cho người ta sửa, je vais faire réparer ma moto. Chẳng hạn như một người nào đó hỏi một giám đốc ơi, ông vui lòng gửi ngay cho tôi một cái mẫu sản phẩm như thế nhé, rất là cần. Cái hãng này sản xuất cái gì đó. Được rồi, tôi sẽ gửi cho ông ngay chiều hôm nay. Nếu mà nói đúng ra thì phải nói như thế này, giám đốc sẽ trả lời là được rồi, tôi sẽ cho người gửi cho ông. Chứ không có giám đốc mà đi gói xuống kho lấy một gói hàng gói lại rồi để địa chỉ chạy ra bưu điện gửi chuyển phát nhanh, mất thì giờ quá. Tôi sẽ cho người. Đây là cái động từ mình không làm được anh chị nhé. Rồi mai sau chúng ta học cái động từ phản thân đó, thì chúng ta sẽ thấy là tôi đi nhổ răng, tức là tôi đi nhờ người khác nhổ răng cho tôi. Rồi cái ông kia, ông hàng xóm đâu rồi, lâu nay không thấy, ông đi mổ tim, ông đi cho người khác mổ tim. Đó là phải dùng cái dạng này ạ. Và còn hai cái phần nhỏ này thì nó cũng dễ thôi. Phe mal à ken can, làm cho ai đau. Sa phe mal, nếu mình nói bình thường, ồ đau quá, it hurt. Còn nếu mà hỏi, bác sĩ hỏi có đau không, sa phe mal, lên giọng. Chỗ này là chỗ đau này bác sĩ, chỗ này là chỗ đau này nha sĩ, la u sa phe mal, mình chỉ cái chỗ này, cái răng, cái chỗ này là cái chỗ đau này. Còn sa va phe mal, cái này chúng ta cũng chưa có học. Đây là thì tương lai gần, mình sắp sửa đi làm cái chuyện gì chẳng hạn, đi chích ngừa Covid đó, hỏi có đau không, ngày mai mình mới đi. Sa va phe mal, when it hurt. Rồi cái này là hình bóng, cái hành động này này, làm cho đau lòng, phe mal u cơ, cơ là quả tim. Đây là động từ nhé. Thấy cái cảnh này làm cho tôi đau lòng, nghe cái chuyện này làm cho tôi đau lòng. Và bên này cũng như vậy, phe pơ ở kênh căng, làm cho ai sợ. Chẳng hạn mình nói với một người nào đó, tu mơ phe pơ, làm mình sợ quá, làm cho mình hết hồn. Thưa các anh chị, còn một phần nhỏ nữa tôi sẽ làm cho một cái bài khác. Xin chào tất cả mọi người.